Thưa quý vị, nhìn ra thế giới, mỗi một cường quốc kinh tế lại có những thương hiệu mạnh hàng trăm năm. Tại Việt Nam đã dần hình thành các doanh nghiệp thương hiệu quốc gia mạnh như Viettel, Vinamilk, Trung Nguyên. Song nền kinh tế nước nhà vẫn chưa thể sản sinh nhiều thương hiệu vươn ra thế giới khi 72% kim ngạch xuất khẩu trong năm 2023 đến từ khối FDI. Xây dựng chiến lược cạnh tranh gắn với thương hiệu là yếu tố tiên quyết để hàng Việt khẳng định vị thế trong khu vực và thế giới. Nhiều năm qua, đã có những doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Việt Nam tập trung đầu tư, phát triển và xây dựng thương hiệu. Hướng đi này là chiến lược hiệu quả để tăng sức cạnh tranh, tạo giá trị cao hơn trong các đơn hàng xuất khẩu. Với thị trường nội địa, những sản phẩm made in Việt Nam cũng tạo vị thế vững chắc, chinh phục người tiêu dùng. Các cái doanh nghiệp Việt Nam hiện nay đã có một cái sự thay đổi rất lớn, một cái bước tiến rất mạnh trong vấn đề xây dựng và phát triển thương hiệu, được chứng minh thông qua quá trình xuất khẩu ra nước ngoài, đặc biệt là với những cái sản phẩm trước đây chúng ta ít nghĩ đến như là các cái loại trái cây và một số các cái loại nông sản khác. Và cái nhận thức của cộng đồng người tiêu dùng Việt Nam đối với các cái sản phẩm của Việt Nam chúng ta đã có một cái sự thay đổi rất đáng kể. Đối với các cái khách hàng xuất khẩu chúng tôi sản xuất các cái sản phẩm may mặc thời trang như là áo sơ mi, veston. Còn đối với thị trường trong nước, tiêu chí của chúng tôi là chất lượng, là quốc tế, kiểu dáng và thiết kế theo đúng cái nhu cầu thị hiếu của người Việt, nhưng mà giá cả là của Việt Nam. Mặc dù nhiều sản phẩm hàng Việt Nam đã khẳng định vị thế và tạo dựng chỗ đứng vững chắc tại thị trường trong và ngoài nước nhờ xây dựng thành công thương hiệu, tuy nhiên, hình ảnh về thương hiệu hàng hóa của Việt Nam còn tương đối khiêm tốn, bởi có trên 90% là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, nên đa phần gặp khó khăn khi tiếp cận với các đòn bẩy tài chính. Mặt khác, doanh nghiệp nhận thức chưa đầy đủ về tầm quan trọng của phát triển thương hiệu mà bỏ qua nghiên cứu về môi trường cạnh tranh, chiến lược và đầu tư chiều sâu. Nhận thức, ý chí và quyết tâm của lãnh đạo được xem là một điểm nghẽn hiện nay đối với một bộ phận không nhỏ các cái doanh nghiệp. Có thể do họ nghĩ rằng họ vẫn đang có cái năng lực nhất định cung ứng sản phẩm ra thị trường. Một cái điểm nghẽn thứ hai mà theo chúng tôi đánh giá cũng như qua khảo sát rất nhiều năm, con số các em ra trường và tham gia vào hoạt động xây dựng thương hiệu của các cái địa phương, các cái doanh nghiệp vẫn còn rất là hạn chế. Điểm yếu của chúng ta chưa có được những cái tiềm lực về đầu tư để sản xuất những cái mặt hàng, và đặc biệt là những cái mặt hàng mà có tính chất là công nghệ thông minh thì chúng ta đang còn đuối kém. Để tiếp tục xây dựng thương hiệu, gia tăng giá trị hàng Việt, các chuyên gia cho rằng thời gian tới, doanh nghiệp cần chủ động cập nhật xu hướng tiêu dùng, phát huy khả năng sáng tạo trong hoạt động thiết kế, phát triển sản phẩm để phù hợp với nhu cầu thị hiếu của từng thị trường. Chú trọng đăng ký, bảo hộ thương hiệu sản phẩm, hàng hóa cũng như đầu tư đổi mới công nghệ để bảo đảm sản xuất sản phẩm chất lượng đồng đều, ổn định, mang tính bền vững theo xu hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế số. Cần tăng cường kết nối với cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội, hệ thống bán lẻ để có được sự hỗ trợ trong quá trình hoạt động kinh doanh. Mặt khác, doanh nghiệp cũng cần xây dựng văn hóa, đạo đức, uy tín trong kinh doanh đúng với truyền thống con người Việt Nam. Cái yếu tố quyền sở hữu trí tuệ đối với cái thương hiệu là rất quan trọng. Trước tiên đấy là nhãn hiệu, đấy là tên thương mại và các chỉ dẫn thương mại khác. Các doanh nghiệp cũng cần phải nhận thức rõ hơn để chúng ta tập trung nguồn lực và chúng ta chuyên nghiệp hóa trong cái hoạt động xây dựng phát triển thương hiệu của Việt Nam. Trước hết là cần phải nâng cao nhận thức của xã hội, của cộng đồng doanh nghiệp, của toàn thể người dân đối với cái ý nghĩa, vai trò của việc xây dựng, phát triển và bảo hộ thương hiệu. Nhóm giải pháp thứ hai đến là cái nhóm giải pháp mà nâng cao năng lực để hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp của Việt Nam để có cái năng lực để xây dựng và quản trị, phát triển các cái thương hiệu. Thương hiệu không còn đơn thuần là dấu hiệu để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác, mà cao hơn là tài sản có giá, là uy tín của doanh nghiệp và thể hiện niềm tin của người tiêu dùng đối với sản phẩm của doanh nghiệp đó. Vì vậy, ngoài nỗ lực của chính doanh nghiệp, nhà nước cần tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, chú trọng xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm ở cả ba cấp độ thương hiệu quốc gia, thương hiệu vùng miền, địa phương, ngành hàng và thương hiệu doanh nghiệp. Có như vậy, hàng Việt mới khẳng định vị thế trước các đối thủ cạnh tranh, tiến tới xây dựng các thương hiệu tầm cỡ quốc tế.